Xin chào cô bác chị bạn. Trước tiên Sơn xin kính chúc cô bác anh chị các bạn sức khỏe giàu năng. Hôm nay Sơn làm cái món cà ri tôm. Đây. Mua cái hai khúc xương ống này mình nấu nước dùng. Nước dùng cho nó ngọt, thay vì người ta mua bắp Mỹ này kia nọ người ta tạo nước ngọt. Mình không xài cái đó, mình xài cái xương ống cho nó ngọt, ăn đậm đà hơn. Cái xương ống này mình cũng có ăn được luôn. Thì có ít tôm thẻ, tôm bự bự mình lột cho hết rồi. Phải môn với lại phải tây, có hai bịch sữa tươi không đường, mình nấu nước cốt dừa mình ăn, anh em ăn nó ở cổ quá mình không xài nước cốt dừa, mình xài sữa không đường, bột cà ri với lại sả tới thì nó ngon, và đồ nêm nếm thường thôi, rất đơn giản. Cái xương ống này mình đi nấu nước dùng, mình hầm khoảng tiếng trên tiếng cho nó cái nước ngọt, rồi bắt đầu mình mới nấu. Cái tôm này mình ốp cho nó thấm, hồi mình nó mình xào sơ lại cho nó thơm, hạt nêm và bột ngọt, tiêu. Để cho hành tím, tỏi, ớt. Thì sả tới, mình xài sả này mình không xài sả cây. Một cà ri cho nửa bịch, cái tôm này mình xào cho nó thơm nó săn là được, không cần cho chín lắm. Cái mình nấu súp mình chịu khó mình vớt bọt cái nước dùng nó trong trong vậy, cái lúc mình hấp cái súp nó cũng thơm hơn. Cho tôm vô, cái bột cà ri này mình cũng có chiên sơ thành ra nó cũng thơm. Cho thêm còn như mình cho hết luôn cái sả tới này cho nó đậm đà, còn bột cà ri như vậy được rồi. Để mình không có xài sả cây, mình xài sả này cho nó thơm. Cái phải môn mình cũng có chiên sơ. Ngọt, đường, hạt nêm và chút xíu muối. Cái nhìn thấy là hấp dẫn. Cái nước xương ống này nó ra nó ngọt ngắt luôn. Chắc là mình cho cái sữa tươi không đường vô. Cái phơi môn này chút xíu là nó ra nước lên. Hấp dẫn. Cái này mình nấu kiểu hơi lỏng lỏng như mình ăn bún, còn mình ăn bánh mì mình nấu thiệt cả kẹo luôn. Kẹo xuống nữa. Con này ăn bún gì được. Chút cái phôi môn mình nó ra là nước nó như nhựa. Xin chào cô chú anh chị các bạn. Xin chào bà cô bác anh chị và các bạn. Đây hôm nay thử hai anh em thử thí nhau ăn cái món cà ri tôm bữa đó. Đây mình chuẩn bị hai tô khổng lồ luôn. Quá lố luôn. Còn nóng hổi luôn, vừa thổi vừa ăn luôn. Đó. Căng thử coi. Cái tô này thì là 1 kg, tại cái tô này tô xịn nó nặng. Rồi 4 kg anh Bơi. Wow, mình lố cái tô. Cái tô này là tô phở, thường thường đổ vô là 5 tô không đầy. Cái màu này giống đi Thái Lan.
Cà ri này hôm nay nấu cà ri Thái Lan á. Đó, chưa mùi. Chó quả cà ri Ấn Độ nha. Không, cái này của Thái Ấn Độ nó sạch hơn. Hôm nay nấu kiểu Thái đó. Bây giờ hai anh em thế này, hôm nay có khó chút. Hỡi hết trước được 15 phút. Trong vòng 15 phút là hết á, là có tiền, còn 16 phút là không có tiền nha. Rồi. Hôm nay là cho hai anh em chạy xì khói luôn. Ha. Nó mới ớt nha, mặn nha. Rồi hai anh em hiểu hết không? 15 phút. Rồi Sơn cũng đại diện hai anh em tổng mời cô bác chị các bạn dùng bún cà ri với hai anh em của mình. Xin mời. Rồi hai anh em chuẩn bị đi. 15 phút là coi chừng khói ra đen hết nha. 1 2 3 Quá lố. Sao anh ba? Quá mày luôn. Hai anh em có hai cục xương cọc cho vui thôi, còn nhiêu là tôm thôi. Cặp cái này thì coi như là một phút đi, còn cái 3 ký bún với tôm này kia là 14 phút đó. 7 phút à? Wow, đây là nó từ 7 phút và móc nói 5 phút kìa. Hai tay là vậy, ăn cũng đầu dữ lắm, nhưng mà cái kẹt cái cục xương này làm trước. Rồi xong cục xương. Cục thịt của xương của móc bụng nhiều thịt quá, cạp phải lâu à. Nóng mà nóng mới 15 phút á, chứ mà nguội là nãy em để cho anh 10 phút à. Nóng á, tại vì cái này mình vừa chan ra là anh em ăn liền luôn, chứ không có để cho nguội. Ăn nóng vậy nó cảm giác ngon, nguội thì ăn nhanh được nhưng mà lại không ngon. Hải sản nguội quá đâu rồi. Hai anh em ăn người 3 kg này là mình nghĩ là cũng là vừa no. 3 kg rưỡi á, 4 kg anh em cũng từng ăn. Mà 3 kg rưỡi 4 kg là anh em ấp phơi. 3 kg là vừa no. Nóng anh. Quy mà ăn xong mấy cái file đó là hắn cũng lùa.
Phải nói là rất căng thẳng luôn, rất là căng thẳng luôn. Hai tay này đạp kỳ phun địch thủ luôn. Mình đứng cách khoảng 1.5 mét mà nghe hai tay nuốt cái ọt 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 quá dữ. Không có thời gian mà lửa bún đó đâu. Hay quá anh Huy ơi, cố lên bơi. Đừng nói trận đấu này mà có tỷ số coi như đồng hệ muốn nha. Thua em à? Anh biết sao thua không? Anh không có bưng cái tô lên, anh Vinh bưng tô lên anh lùa quá nhanh, với là anh còn lấy cái đũa anh lựa bún á, là anh thua phần đó lắng lý, anh thắng á, anh dẫn trước luôn á, mới có 8 phút mà quá hay luôn, anh Vinh nói 8 phút là 8 phút thiệt, hay thiệt, hai anh em ăn, thở vô đây, em anh ba, thở cho, thằng coi nói đâu quá. Hai anh em ăn phải nói là nhanh mà coi như là mình không thể tưởng tượng luôn. Ăn xong cục thịt xương với lại mấy cái củ khoai xong là cái nguyên cái tô 2 ký mấy đó là có 4 phút à. Nhanh thiệt. Anh Vy cho em cảm nhận anh ăn cái món nấu cà ri này nó cảm nhận nó xong Vy. Ngon thiệt. Ngon hả? Cay, nhất là có độ cay. À. Ngọt ngọt. Ngon hả? Hôm nào vậy anh có ăn cà ri Thái chưa? Chưa. Hôm nay mới ăn phải không? Chưa. Còn người ta là cà ri Thái, còn em Thái gì không biết nữa. Mấy anh em mình đây cũng cảm ơn cô bác anh chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác anh chị bạn sức khỏe và năng chào lắm. Bye.